Danh tính, nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 3 người thương vong ở Bình Phước. Chiều 5 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an huyện Đồng Phú và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi tại công ty sản xuất dầu điều khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm anh Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1982, ngụ xã Tiến Hưng, tỉnh Bình Phước, Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1992, quê Quảng Bình và 1 người bị thương. Qua điều tra bước đầu, rất có thể do 2 thợ cơ khí đến bảo trì lò hơi trong lúc hàn xì khiến lò hơi phát nổ rồi cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Bình Phước thông tin khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Buffalo, ngành nghề sản xuất dầu điều thuộc khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ việc nổ, cháy lớn. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Đồng Phú và lực lượng phòng cháy chữa cháy, điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến 10 giờ cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Buffalo ngành nghề sản xuất dầu điều do ông Du Cheng, quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc làm đại diện pháp luật. Sáng 5 tháng 8, có 67 công nhân làm việc trong công ty, 2 người xin nghỉ phép. Thời điểm phát hiện ngọn lửa bao trùm công nhân đã hô hoán nhau chạy ra ngoài.